Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Gaitiki và lắng nghe Chun Quần chia sẻ. Vâng, thưa anh chị và các bạn, là trong cái video ngày hôm nay thì Chun sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta chèn một cái đường link web. Ví dụ như anh chị có một cái đường link và làm một cái landing page, chúng ta trỏ về một cái tên miền để làm sao nó chạy cho nó chuyên nghiệp, để khách hàng vào cảm giác là cái tên miền đấy nó có sự chuyên nghiệp hơn. Thì để em sẽ lấy một cái tên miền là gatikishop.com để thị phạm cho anh chị và các bạn nhé. Thì ví dụ như bây giờ em thiết kế link ấy, thì là ở trên gati, để anh chị đánh là gatikishop.com, tức là em thiết kế thì ở trên gatiki.com đấy. Khi mà đánh gatikishop.com ấy, thì nó sẽ ra cái đường link này. Đây là một cái đường link về landing page, thì em trỏ thị phạm để cho anh chị và các bạn là nắm được, đúng không ạ? Thì anh chị xem là rõ ràng là mình đánh gatikishop.com thì nhìn nó sẽ ngắn gọn và chuyên nghiệp hơn, thế nhưng mà nó lại trỏ ra một cái đường link, cái link web thì lại làm ở trên gatiki.com anh chị nhá. Thì nó ra một cái landing page. Ví dụ anh chị có một cái đường link landing page như thế này, chuyên về một cái khóa học, thì anh chị có thể đánh để anh chị sell, sell cái tên khóa học cũng được. Ví dụ anh chị mua cái tên miền khóa học Gatiki Link, thì anh chị trỏ cái đường link này về cái website, cái tên miền đó rất là ok. Thì bây giờ anh chị nào em chỉ hướng dẫn ở trên hosting Nhân Hòa, tức là tên miền bên Nhân Hòa nhé anh chị nhé. Là anh chị nào mà mua bên Nhân Hòa thì trỏ giống cái video này, còn nếu anh chị mà mua ở các cái nơi khác thì anh chị cũng áp dụng được cái chức năng này. Nếu như mà cái phần quản trị tên miền của họ ấy, là họ sẽ hỗ trợ, thì chúng ta sẽ trỏ được nha anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta vào cái phần quản trị của Nhân Hòa Zone DNS. Đó, anh chị vào phần quản trị tên miền nhé. Ví dụ em là vào Gatiki Shop này. Em vào Gatiki Shop nha anh chị, đăng nhập vào cái phần quản trị của Hosting Nhân Hòa. Thì anh chị sẽ thấy có cái phần là em đã trỏ thành công cho để thị phạm, để anh chị thị phạm nó rất là dễ đây. Thì bây giờ em sẽ kích vào cái chuột vào đây để vào phần sửa để anh chị nhìn nhé. Ví dụ bây giờ anh chị thiết kế thành công một cái landing page như thế này, đúng không ạ? Thì chúng ta copy cái đường link này thôi. Chúng ta copy cái đường link và chúng ta gì ở phần tên recorder này, anh chị để a còng giúp em. Sau đó thì cái phần loại recorder này đấy, thì anh chị chọn là URL redirect. Thì anh chị cho cái chọn cái trong tất cả những cái công cụ để chúng ta trỏ đây, thì chúng ta chọn URL redirect anh chị nhá. Sau đó anh chị paste cái đường link của anh chị vào đây thôi, và chúng ta ấn tạo recorder nha anh chị nhá. Thì rất là đơn giản như vậy thôi, là anh chị chờ nó index một chút, tức là nó sẽ reset. Thì anh chị sẽ đánh một cái tên miền để em mở trình duyệt khác để anh chị test xem có chính xác không. Ví dụ chúng ta đánh là gatikishop.com đúng không ạ? Đấy, nó sẽ trỏ về cái đường link web này cho chúng ta, rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy, anh chị làm đúng thao tác như thế là ok nha anh chị nhé. Còn các cái phần quản trị tên miền khác thì anh chị cũng có thể chọn cái chức năng này, vì là chắc chắn là em nghĩ là tất cả các phần quản trị của các nhà cung cấp tên miền họ đều có cái chức năng này hết. Nhưng mà với Nhân Hòa thì họ index khi chúng ta trỏ chỉ cần khoảng cùng lắm là 10-15 phút là chúng ta đã trỏ thành công rồi. Nó báo rất là nhanh. Thì anh chị làm như thế giúp em Chun nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi video. Để theo dõi tất cả các video bổ ích của gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com đánh từ khóa gatiki và nhấp vào nút đăng ký, hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.